Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dogeely Pet Shop. Và trong video ngày hôm nay, Dogeely sẽ giới thiệu với các bạn về các thông tin cơ bản về nguồn gốc, xuất xứ, màu lông và quan trọng hơn là bản giá mới nhất của mèo Bengal năm 2022 tại các hệ thống cửa hàng trại mèo của Dogeely Pet Shop ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Lạt. Mèo Bengal hay còn gọi là mèo báo, mèo vằn hổ hay còn được ví von là Rolls Royce của thế giới thú cưng. Tại Việt Nam, mèo báo Bengal đang rất được giới mèo yêu săn đón do độ đẹp, độc và lạ của chúng. Giá mèo Bengal cũng thuộc hàng top trong thế giới mèo nhà mà không phải ai cũng có điều kiện sở hữu. Sự xuất hiện của giống mèo Bengal, lần đầu tiên việc nhân giống giữa mèo nhà và mèo báo châu Á Felis bengalensis được đề cập trong tác phẩm Our Cats and Our Bottom, tiếng Việt nghĩa là mèo của chúng ta và tất cả về chúng, được Harrison Wells xuất bản vào năm 1889. Đến năm 1927, C. Paulden Clough trong một bài viết trên tạp chí Catchy Broom cũng đã đề cập đến vấn đề này. Ông đã từng nhìn thấy một người phụ nữ người Malay cho báo mèo châu Á con uống sữa, nhưng ông không chắc chắn về việc đó có phải là con lai giữa mèo nhà và mèo báo châu Á hay không. Trong thập niên 1950, mèo báo châu Á được bán khá nhiều tại Hoa Kỳ như thú nuôi. Một nhà nhân giống mèo có tên là Jane Mill, tên thường gọi là Sugden, đã mua một con mèo báo châu Á về nuôi làm bầu bạn trong nhà của cô, đồng thời nuôi thêm một con mèo cái màu đen khác. Trong sự bất ngờ của Jane, con mèo báo châu Á đực đã phối giống với con mèo cái đen và cho ra đời lứa mèo lai đầu tiên. Cùng lúc đó, tiến sĩ Willard Sandower làm việc tại trường đại học Loyola cũng đang thử nghiệm nhân giống mèo nhà và mèo báo châu Á. Giống mèo lai này được gọi bằng một cái tên rút gọn, mèo Bengal. Tại Việt Nam, chúng được gọi là mèo báo hay mèo vằn hổ. Đặc điểm về ngoại hình, mèo Bengal có thân hình khỏe mạnh, săn chắc và cơ bắp như một loài săn mồi trong rừng sâu vậy. Tứ chi tương đối nhỏ, tuy nhiên phần bàn chân to tròn. Đây là những đặc điểm được thừa hưởng từ tổ tiên của mèo báo châu Á. Phần đầu mèo Bengal hơi nhỏ so với kích thước của cơ thể, tai mỏng, nhỏ và nằm cân đối phía trước hai bên hộp sọ, đuôi thuôn nhỏ và hơi cong và có đốm màu đen ở cuối. Mèo Bengal có đốm ở phần bụng, bộ lông ngắn dày tạo nên vẻ mượt mà, mềm mại và rất thanh lịch. Lông mèo vằn hổ có màu sắc rất đa dạng và phong phú về màu sắc và họa tiết, có thể có các màu nâu, cẩm thạch, silver, trắng bạc. Về tính cách, mèo Bengal là một người bạn đồng hành vui vẻ với gia đình bạn. Tuy nhiên, bạn cần phải có kinh nghiệm khi nhận nuôi mèo Bengal. Với tính hiếu kỳ và ưa hoạt động, giống mèo này đòi hỏi chủ nhân dành nhiều thời gian để chơi với chúng. Khi mèo vằn hổ buồn chán vì bị bỏ lại một mình, chúng sẽ lục tung mọi thứ để tìm đồ chơi và tìm đồ ăn cho mình, hoặc bày ra các trò bật tắt công tắc đèn điện, treo mình trên đèn châm với đôi bàn chân khéo léo như bàn tay của mình. Thậm chí mèo Bengal có thể dễ dàng bắt cá cảnh trong bể cá của bạn, nhưng khi bạn trở về, nó sẽ trở lại ngoan ngoãn nằm trọn vẹn trong lòng bạn để được vuốt ve, cưng nựng. Giống mèo này rất yêu quý chủ nhân, chúng sẵn sàng làm mọi thứ để lôi kéo sự chú ý của bạn. Mèo Bengal cực kỳ thông minh, nếu chúng biết bạn không thích việc gì đó, chẳng hạn như nằm trên giường mà không được sự cho phép của bạn, nó sẽ luôn làm việc đó để có được sự chú ý của bạn, kể cả là la mắng cũng được. Giống mèo này cũng rất thích giấu đồ vật, vì vậy hãy lưu ý tư trang, đồ trang sức cẩn thận, tránh xa tầm ảnh hưởng của chúng, nếu không bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Giá mèo Bengal năm 2022 tại hệ thống Dogeely Pet Shop đều được công khai chi tiết đến khách hàng. Nếu đang có ý định sở hữu một chú mèo báo Bengal thường chủng, bạn nên tham khảo bảng giá sau đây của Dogeely Pet Shop. Bảng giá mua bán mèo có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố tác động khác nhau, nhưng chúng tôi luôn đảm bảo việc cập nhật bảng giá một cách nhanh chóng và tốt nhất đến khách hàng. Mời bạn cùng tham khảo. Bengal sinh sản trong nước màu brown 25-30 triệu, có màu silver thì 35-50 triệu một bé. Mèo Bengal nhập khẩu thì có giá từ 6.000 USD trở lên. Các bạn có thể truy cập vào đường link ở phần mô tả để xem nhiều thông tin hơn nhé. Dogeely Pet Shop là thương hiệu trong lĩnh vực thú cưng của công ty cổ phần Dogeely Việt Nam và là một trong những thương hiệu đi đầu về việc nhân giống, nhập khẩu và bán mèo Bengal thường trú tại Việt Nam. Dogeely Pet Shop sở hữu hệ thống trại mèo, cửa hàng thú cưng, spa, khách sạn cho mèo, bệnh viện thú y, hoạt động theo mô hình khép kín nhằm tối ưu sự phục vụ của khách hàng và chất lượng của mèo co bán ra từ hệ thống. Vì vậy, mèo báo Bengal bán ra từ Dogeely Pet Shop luôn là mèo thường trú, chất lượng cao với giá cả hợp lý. Khi mua mèo báo Bengal con được bán ra từ hệ thống Dogeely Pet Shop, khách hàng sẽ có sự đồng hành trọn đời của Dogeely Pet Shop, được tư vấn và hỗ trợ chăm sóc mèo con miễn phí 24/7 bởi đội ngũ nhân sự giàu chuyên môn của hệ thống. Các bạn có thể mua mèo online qua Zalo, Facebook, Instagram hoặc ghé các cửa hàng thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 chi nhánh tại các quận 606-121 đường 3 tháng 2 phường 14 quận 10, 391 Cộng Hòa phường 13 quận Tân Bình, 171 Quang Trung phường 10 quận Gò Vấp, 5/17 đường 64 phường Thảo Điền quận 2,
tại Hà Nội, các bạn có thể ghé 8195 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tại Đà Lạt, các bạn có thể ghé tại 108 Lý Nam Đế, phường 8, thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tham quan các bé mèo, các bé cún đáng yêu tại nhà Dogili, có thể ghé trang trại Pet Farm tại 125 quốc lộ 20, tổ Lâm Văn Thạnh, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để check in nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Dogili. Dogili xin chúc các bạn có một ngày ấm áp và sẽ chọn được một bé mèo báo Bengal đáng yêu cho riêng mình. Nếu có câu hỏi gì thì các bạn đừng ngơ ngại comment ở phía bên dưới hoặc liên hệ các fanpage của Dogili hay thông qua hotline 1900 996679 hoặc 0965 086 079. Dogili sẽ hỗ trợ các bạn 24/7. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau nha. Bye bye.